Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là các phóng viên báo chí đi theo đoàn Mỹ và rất nhiều phóng viên của Việt Nam và quốc tế đã có mặt ở khu vực họp báo, và bây giờ mọi người đang ổn định chỗ ngồi. Tôi cho rằng là chỉ trong vòng khoảng độ 5 phút nữa là họp báo sẽ bắt đầu. Cuộc họp báo sẽ diễn ra ở ngoài trời. Đây là một cái điều khác biệt so với những sự kiện trước đây. Bây giờ tôi xin dừng những lời giới thiệu để chúng ta chuẩn bị đón chờ những phát biểu, những tuyên bố quan trọng của lãnh đạo hai nước. Check. How come he didn't say? You guys are in bed by 9 o'clock every day. I know, that's the secret of travel for him. I'm on to you. And I did. I'm going to dead end the river. Then the Mekong. Awesome. Sorry?
the signing, the bilateral relations. Thank you.
We are the U.S. interpreter going from English to Vietnamese. Yeah. You want me to do the test? No. All right. Okay, this is the speech. Yeah, I just open it. Yeah. You got it? Okay. Most likely it will go off. I was afraid you can't find Thank you, though. I saw your email. I'm just sorry. You haven't found the booth, and then I heard you saying, where's the interpreter booth? So I went out and find you. Because I'm home. Nãy em đang là em bị lạc ở trong đó. Lát nữa xong cái này nếu như xin quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể bắt đầu buổi họp báo.
chủ quyền toàn diện lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về kinh tế, thương mại. Hai bên nhất trí ưu tiên hơn cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề này. Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa sau khi hai nước vừa kết thúc thành công dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Tôi và Ngài Tổng thống đã trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới hai bên cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cũng nhất trí về tầm quan trọng quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ ASEAN và tin tưởng sự phát triển của quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ không những đem lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ Hoa Kỳ ASEAN, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Ngài Tổng thống đã ghi dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả, ổn định của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Tôi xin chúc Ngài Tổng thống và các thành viên trong đoàn có một chuyến thăm thành công và có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cá nhân Ngài Tổng thống và nhân dân Hoa Kỳ đối với đất nước, nhân dân Việt Nam và những nỗ lực nhằm phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cảm ơn các bạn phóng viên Hoa Kỳ và Việt Nam có mặt tại đây hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tiếp theo xin trân trọng kính mời Tổng thống Donald Trump. Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch Trần Đại Quang và xin cảm ơn các ngài đã vui lòng mến khách trong thời chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Việt Nam. Đây thật là một vinh dự với tôi được có mặt ở đây với các bạn ở tại Hà Nội của phái đoàn của Hoa Kỳ. Tôi muốn cảm ơn nhân dân của Việt Nam vì lòng du khách và vì tình hữu nghị và tình quan hệ đối tác đang phát triển giữa hai nước chúng ta. Mọi người đến rất nhiều nơi trên thế giới đến Việt Nam để mà chiêm ngưỡng các cái kỳ quan ở Việt Nam, để mà đạp xe trên những cái con đường ngoằn ngoèo trên đồi núi ở Việt Nam hoặc là bơi ở trên vùng nước rất đẹp đẽ ở vịnh Hạ Long. Tất cả đây là vùng đất mà đã mang rất nhiều những mọi người trên thế giới đến đây để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ quan của đất nước các bạn. Trong hai thập kỷ vừa qua, hai đất nước chúng ta đã đến gặp nhau để mà tìm những lợi ích chung, tìm những điểm đồng để mà dựa trên những lợi ích chung. Đó là điều đang xảy ra. Đấy là những cái mối quan hệ gắn kết mà đã mang lại chúng ta ngày hôm nay. Tháng 5 vừa rồi, Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam cái tàu tuần diễu Mercator
cho những người dân và đất nước của Việt Nam. Chiếc tàu này, đây là cái chiếc tàu được đặt tên theo vị Bộ trưởng Ngân khố của Hoa Kỳ Harry Morgenthau. Cái chiếc tàu này hiện ra đang chạy trên, chiếc tàu này đã được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và hiện giờ đã trở thành cái món quà để cho Việt Nam. Và chiếc tàu này đang chạy trên Thái Bình Dương để mà tuần tra cho bờ biển của Việt Nam. Tháng này chúng tôi cũng có ngày lễ cựu chiến binh ở Việt Nam. Sau khi chiến tranh đã qua rồi thì chúng ta đã đạt được một cái mối quan hệ hữu nghị và quan hệ đối tác và hòa bình rất sâu sắc dựa trên những mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và hòa bình bình đẳng. Đó là thành tựu mà chúng ta đã đạt được giữa hai nước chúng ta. Tôi xin cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đang tìm với những nỗ lực đang tìm kiếm những người đã Mỹ đã mất tích ở trong chiến tranh Việt Nam và trong thời kỳ chiến tranh rất tàn phá này, rất tàn tệ này. Chúng đây là sự hỗ trợ và chúng tôi muốn hỗ trợ cho các gia đình và làm mạnh mẽ thêm nền tảng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta. Đấy là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Trên cơ sở mối quan hệ của chúng ta, tôi muốn xin cảm ơn ngài Chủ tịch Trần Đức Quang vì đã đăng cai rất thành công hội nghị APEC tại Đà Nẵng trong tuần lễ vừa rồi. Đấy là một công việc rất tuyệt vời. Như là tôi đã nói rằng là trong cái bài phát biểu trước APEC tháng 6 vừa rồi, Mỹ cam kết với một cái khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương với các quốc gia mạnh mẽ và độc lập và cam kết với lại luật lệ và pháp quyền. Chúng tôi muốn rằng là các đối tác của chúng tôi là việc mạnh mẽ và tự hào chứ không có phải và chúng tôi đã đạt được những quan hệ thương mại song phương với những đối tác mà cam tôn trọng với nguyên tắc là quan hệ thương mại bình đẳng và có đi có lại. Đấy là hai cái từ quan trọng, phải công bằng và phải có đi có lại. Cái điều này đã chưa xảy ra với nước Mỹ trong trước đây và hiện giờ chúng ta đang làm thay đổi điều này và thay đổi một cách nhanh chóng để thương mại có thể tốt đẹp được thì chúng ta tất cả phải tuân thủ luật lệ. Tôi thấy rằng là Việt Nam đang trở thành một thị trường tăng trưởng rất nhanh cho các hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tôi muốn khen ngợi ngài rất nhiều vì đã thực hiện cải cách ở và tăng cường những đầu tư và thương mại của Việt Nam. Hoa Kỳ rất được tự hào và sung sướng nhìn thấy những phát triển ở Việt Nam và chúng tôi trông coi cái giai cấp trung lưu của Việt Nam đang ngày càng lớn lên. Đây là một thị trường tiềm năng rất quan trọng cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ. Và nói rằng là hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, của Hoa Kỳ đến Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng là năng lượng, các ngành năng lượng, rồi nông nghiệp, rồi hàng không, rồi quốc phòng, tất cả đều có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam, không chỉ là đáp ứng mà những điều mà những sản phẩm của chúng tôi còn tốt hơn của các nước khác. Chúng tôi mong muốn Việt Nam xóa bỏ các rào cản thương mại đối với các hàng hóa nông nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi vẫn cũng phải bảo đảm rằng là các nhà nông của Hoa Kỳ, đặc biệt là trong hoặc là những người trong lĩnh vực thương mại điện tử đều có thể cạnh tranh một cách bình đẳng trên một cái sân chơi bằng phẳng. Và chúng tôi trông chờ các bạn phải có hành động để mà xóa bỏ các cái hành vi kinh doanh không công bằng. Với các đối tác, chúng tôi đang trông chờ làm việc với tất cả các đối tác trong khu vực về đối phó một loạt các thách thức bao gồm cả an ninh hàng hải, về buôn lậu người và ma túy, về vấn đề an ninh mạng, về ngăn ngừa bệnh dịch v.v. Và lát nữa đây tôi sẽ đi đến Philippines, chúng tôi sẽ bàn bạc với nhiều những vấn đề này tại các hội nghị thượng đỉnh của Mỹ ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ là một cái dịp rất đặc biệt và tôi trông đợi được tham gia vào sự kiện này. Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Như tôi đã nói trong cái bài phát biểu tại Quốc hội của Hàn Quốc rằng tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải có hành động ngay lập tức để
cho chế độ của Bắc Triều Tiên chấm dứt việc đe dọa thế giới với một cái về cái khả năng là tổn hại rất lớn về người và rằng đó là những hành vi có trách nhiệm của các quốc gia văn minh. Chúng tôi muốn có hòa bình tiến bộ chứ không phải là mong muốn không thích thú gì những cái chuyện khiêu khích. Chúng tôi muốn ổn định chứ không có muốn tình trạng rối loạn. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không có chiến tranh. Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch vì đã là một vị chủ nhà vô cùng chú đáo và tận tình trong thời gian tôi đến thăm Việt Nam. Và tôi đã đến thăm Việt Nam, đây là những điều rất tuyệt vời. Trong hai thập kỷ trước đây, chúng ta vừa đây chúng ta đang phát triển rất nhanh để mà chia sẻ và tăng cường cái mối quan hệ đối tác và đã thành đối tác trong vấn đề thúc đẩy hòa bình ổn định trên thế giới. Trong tương lai chúng ta sẽ đạt được nhiều những phồn thịnh và thành công cho người dân Hoa Kỳ cũng như là cho người dân Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Ngài rất nhiều. Xin trân trọng cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Tiếp theo sẽ đến là phần trả lời câu hỏi của các bạn phóng viên. Thưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam xin có câu hỏi. Xin Chủ tịch nước cho biết về những tiến bộ trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ những năm gần đây. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có cái bước tiến triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, nhân đạo và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, kết quả các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trên nền tảng quan hệ đối tác toàn diện là thực chất và hiệu quả. Trong đó, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 năm 2017 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Ngài Tổng thống Donald Trump ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ là những điểm nhấn quan trọng. Cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Ngài Tổng thống trong chuyến thăm là rất bổ ích. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau hơn, cùng thúc đẩy các vấn đề hai bên quan tâm. Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất và hiệu quả đã, đang và sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Xin cảm ơn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thời gian tới. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trong hội đàm của tôi với Ngài Tổng thống, chúng tôi nhận thấy quan hệ giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển và đã trao đổi về các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Hai bên cũng cam kết sẽ tăng cường tiếp xúc và đối thoại, đặc biệt là tiếp tục thúc đẩy trao đổi gặp gỡ cấp cao thông qua các cái chuyến thăm song phương và tiếp xúc bên lề các cái diễn đàn khu vực và thế giới. Thúc đẩy cái đà phát triển của quan hệ kinh tế thương mại đầu tư trên cơ sở cùng có lợi, hạn chế thấp nhất những cái tranh chấp thương mại đầu tư giữa hai nước, tiếp tục triển khai hiệu quả các cái thỏa thuận kinh tế thương mại mà hai bên đã ký kết, đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác nhân đạo, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng giao lưu nhân dân. Thông qua đó nhằm tăng cường hơn nữa
cái quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau đây là câu hỏi. Xin cảm ơn John Roberts của Đài Fox, Đài truyền hình Fox. Xin cảm ơn ngài Thủ tướng. Tôi có thể làm có thể thay đổi một chút cái vấn đề câu hỏi. Thưa ngài tổng thống, khi mà ông đi từ Đà Nẵng đến đây thì là ông đã nói chuyện với lại ông Putin, ông có nói rằng là ông tin lời của Putin rằng là ông ta không có can dự vào cái cuộc bầu cử, thì là khi mà ông nói vậy thì tôi tin rằng ông ta thực lòng khi nói vậy. Ông John McCain nói rằng là thực ra là ông ta không có can dự vào cuộc bầu cử. Có thể nói rõ thêm rằng là liệu ông tin rằng Tổng thống Putin và hoặc Nga đã không can dự vào cuộc bầu cử? Tôi có thể là gây ra mâu thuẫn. Tôi đã nói rằng là ông ta tin, tôi tin rằng là ông ta cảm thấy rằng là ông ta và nước Nga không có can dự vào cuộc bầu cử. Mặc dù vấn đề là tôi có tin vào đó không, thì tôi đồng ý với lại bên các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi tin vào lực lượng tình báo Hoa Kỳ. Chúng tôi đã làm việc với họ một cách chặt chẽ, và năm 2017 thì là tôi có báo cáo rằng là có hiện giờ đang có 5 người tôi tin tưởng vào những người trong hoạt động tình báo của chúng tôi. Mà điểm khác nữa thì đồng thời tôi nói rằng là điều vô cùng quan trọng là chúng tôi phải làm việc được, có khả năng làm việc với Nga, với Trung Quốc và với Việt Nam và những người khác, nước khác nữa, bởi vì chúng ta có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, và thực ra thì Nga cũng như là Trung Quốc đều có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Đó là vấn đề vô cùng quan trọng, cho nên tôi không có trông chờ ở đây đứng để mà cãi vặt với nhau, vì trong khi toàn bộ thế giới đang trong khi là các máy chụp hình của các bạn đang theo dõi, tôi nghĩ là điều này vô cùng rõ ràng với mọi người. Tôi tin rằng là Tổng thống Putin thực sự đã cảm thấy, và tôi cảm thấy rằng là ông ta không có can dự. Cái điều mà ông ta tin thì là cái điều niềm tin của ông ta. Còn cái điều niềm tin của tôi là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Chúng ta cần phải làm việc để mà giải quyết vấn đề Syria, về Bắc Triều Tiên, về Ukraine, về vấn đề khủng bố. Và ngài biết đấy, mọi người không hiểu ra một điều rằng là nước Nga đã bị trừng phạt ở một cái mức độ rất cao, và điều này xảy ra gần đây. Bây giờ là cần phải quay trở lại cái việc mà hàn gắn trên thế giới, mà đã một thế giới đã bị tàn phá, và tôi nghĩ rằng là cần phải nếu như là nước Nga mà là một cái đối tác mà thân thiện, thay vì rằng là cứ phải tranh cãi với họ thì không có tốt. Nói thật nha, Hillary Clinton đã chính là cái người mà đã là cái người mà muốn quay trở lại làm với Nga, và bà ấy muốn bắt đầu mạnh mẽ, cuối cùng là loại hỏng. Chính Tổng thống Obama cũng muốn như vậy, nhưng mà bản thân là không có cái cảm nhận như thế. Nói thật là làm ăn được với Nga là một điều tốt chứ không phải là điều xấu đâu. Tôi còn có câu hỏi nữa là ông có tin rằng là Việt Nam có thể là người hỗ trợ tốt nhiều, rất nhiều trong cái chuyện mang Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lại với nhau để mà nói chuyện với nhau được không? Liệu ông nghĩ rằng là Việt Nam có thể đóng vai trò gì trong vấn đề này? Nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình và làm những gì mà có thể làm được để góp phần vào việc thực hiện cái mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Xin cảm ơn. Steve Holland, yeah. Steve.
Xin cảm ơn. Thôi nhá. Xin cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mr. President, you tweeted this morning about. Thưa ông Tổng thống, ông nói rằng là ông nỗ lực giờ làm bạn với lại Kim Jong Un thì là điều đó có nghĩa gì, và chúng ta cần phải làm điều gì thì mới có thể đạt được điều này. Và thưa ông Chủ tịch Kim nước Trần Đại Quang thì là về vấn đề cạnh vấn đề Biển Đông là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là có những cái điều là làm bạn với lại Kim Jong Un là cái điều rất kỳ quặc, nhưng mà vẫn có thể là xảy ra lắm. Nhưng mà nếu để xảy ra được thì đấy là điều tốt. Điều tốt trước hết là cho Bắc Triều Tiên, nhưng mà cũng cho nhiều nơi khác nữa và cũng cho cả thế giới nữa. Cho nên trước hết đó là một cái điều cũng có thể xảy ra. Tôi không biết là nó có sẽ xảy ra hay không, nhưng mà đó sẽ là một điều rất tốt nếu như nó xảy ra được. Tôi cũng có chia sẻ với Tổng thống Donald Trump về những diễn biến tình hình gần đây. Chúng tôi chủ trương sẽ giải quyết những vấn đề mâu thuẫn tranh chấp ở Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao và pháp lý trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước về Luật Biển năm 1982. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. Tôi xin tuyên bố cuộc họp báo đến đây kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn phóng viên. Thank you, thank you. Anh vẫn đây, anh dũng hỏi đấy. Cái này bằng mà đang dừng rồi hả? Đâu nhà nào đâu nhỉ? Đâu rồi?